Hôm nay mình sẽ cho mấy bạn tham quan chùa Thái Sơn Núi Cậu. Đây là cổng trước của chùa Thái Sơn Núi Cậu. Bên trong chùa, hai bên đường có những cây cọ và những cái bức tượng La Hán. Và trước cổng chùa là hai cặp voi bằng đá đen. Ngoài ra thì còn có tượng Phật nằm bằng thạch. Bên trong chùa thì có những cái bức tượng Phật Tích Ca. Và đây là ngôi chùa Thái Sơn. Và có những cái cây bonsai. Có tháp 9 tầng. Đi sâu bên trong thì có rất nhiều tượng Phật và các vị Quan Âm. Và đây là cái bức tượng Mẹ Quan Âm. Đây, bức tượng Mẹ Quan Âm. Đây, bức tượng Mẹ Quan Âm đây. Mẹ Quan Âm đang quay mặt ra hồ Dầu Tiếng. Xung quanh chùa thì có những cây rừng bao phủ xung quanh, rất mát mẻ. Có rất nhiều tượng Phật xung quanh luôn. Đây là cái nhà gỗ mới xây cắt. Phía trong là toàn là bằng gỗ không. Mấy bạn thấy không? Quá trời tượng Phật và rất đẹp. Ngoài ra thì có cái bàn trưng của cậu. Bàn chân này nó nằm trên một cái tảng đá lớn luôn nha mấy bạn. Và đây là trước cổng của chùa Thái Sơn Núi Cậu. Người ta bán bài bán rất nhiều mặt hàng. Nào là bánh tráng trộn, nào là đồ chơi, nồi niêu sơn chảo cũng có luôn nha mấy bạn, mắm sắt. Đây là bức tượng bằng đồng. Những này bức tượng bằng đồng hết. Này là Châu Môn.
rất là nhiều mặt hàng. Quần áo cũng có luôn. Đây là măng le. Măng le này thì thường là 80.000 ký gì á, cỡ đó. Đó, cô đang lọt gọt măng le. Bánh tráng trộn. Mình đi chùa xong rồi mình sẽ qua một nhà hàng Núi Lở nha mấy bạn. Đây mình ra xe ra nhà, qua nhà hàng Núi Lở. Đây nhà hàng Núi Lở đây. Bên trong của nhà hàng Núi Lở. Nhà hàng Núi Lở này thì nó nằm ngay chỗ gần hồ Dầu Tiến và sát bên cái thác nước. Trưa nắng mà ra đây ăn nhậu là rất mát mẻ. Đây, đây là cái thác nước của nhà hàng Núi Lở. Nước này thì nó lấy từ là hồ Dầu Tiến chảy xuống nha mấy bạn. Xung quanh là cây cối không. Đây, đây cái khác. Còn đây là canh lăng. Canh lăng họ đánh ở hồ Dầu Tiến á, họ đem họ gọng họ bán cho mình. Đó, bạn thấy không? Rồi đây là nhậu là thoải mái luôn, mát mẻ luôn. Thơ mộng luôn. Có thác nước nè. Rồi cây cối tầm và mát mẻ. Đây là bánh xèo của nhà hàng. À, thấy ngon không mấy bạn? Bánh xèo của nhà hàng chấm với nước mắm. Thôi nha, bye bye, mình về đây.